Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có 3 chiếc Xiaomi CV vừa mới ra mắt của Xiaomi. Thì ở Việt Nam mình rất là nhiều anh em đánh giá cái sản phẩm này rồi. Nhưng ngày hôm nay thì mình làm clip đầu tiên, lần đầu tiên tại Việt Nam mình sẽ mở siêu 3 chiếc máy này. Và mình sẽ mở siêu đủ 3 màu luôn. Thì sản phẩm CV nó ra mắt với 3 màu là màu hồng, màu đen và màu xanh. Thì ngày hôm nay mình sẽ mở siêu cả 3 cái màu cho anh em xem cụ thể và thực tế 3 cái màu trên tay tại Việt Nam nó sẽ như thế nào nhá. Thì đây là sản phẩm mà Xiaomi vừa ra mắt với tên hoàn toàn mới. Bình thường nó là Xiaomi Mi và Redmi. Trước đây sau này thì có thêm Poco và đây lần này là CV. Và cái hộp của nó khi mà được nhà sản xuất người ta bán ra ấy, thì nó rất là mỏng như này. Đồng nghĩa việc là chúng ta được biết ấy, là nó sẽ không có củ sạc kèm theo và cũng không có dây sạc luôn. Đó, và Xiaomi thì bán theo kèm theo củ sạc 55W cho sản phẩm này để chúng ta có thể mua thêm. Thì bên mình cũng có luôn nhé, bên mình cái sản phẩm sạc 55W. Khi mà các bạn mua theo cái máy này thì bên mình bán chỉ có 290.000 thôi. Cái giá của sản phẩm này hiện tại mình làm clip này ý, thì nó rơi vào tầm khoảng là quanh 10 triệu với một sản phẩm này. Thì cấu hình của nó thì mình phải nói thật với lại cả anh em và các bạn thì nó bình thường thôi, Snapdragon đầu 7, nhưng mà thiết kế và cái được tích hợp thì rất là ngon luôn. Anh em có thể xem chi tiết đánh giá của những cái bạn ở trên YouTube. Mình thì mình không giỏi đánh giá nên mình không làm. Mình chỉ làm cái clip mở hộp thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp 3 sản phẩm này nhá. Đó, đầu tiên thì mình sẽ mở cái màu mà gọi là trend của năm 2021 mà sang năm chuẩn bị sang năm 2022, đó là màu hồng. Đó, iPhone người ta ra màu hồng và Xiaomi cũng có cái màu hồng này. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. Những sản phẩm Xiaomi trước kia thì không hề có màu hồng, bây giờ sẽ có. Trừ cái những sản phẩm rất là lâu về trước, ví dụ như Note 4 thì có thôi. Chứ bây giờ mới có tiếp theo cái màu hồng. Mình sẽ mở hộp màu hồng trước này. Đó, sản phẩm của nó là nguyên siêu như này này. Thì siêu của Xiaomi nó chỉ là siêu đi lông giống như sản phẩm iPhone ngày xưa thôi. Đó, siêu lông như này. Đó, mình sẽ mở nhá. Đây, hộp rất là mỏng. Đây, ở trên hộp thì chúng ta nhìn thấy là nó có nhiều công nghệ được tích hợp này. Đó, HDR cộng, 10 cộng này, hay là Dolby Vision này, hay là Dolby Atom này, Atmos. Đó, đúng với Atmos, mình phát âm tiếng Anh không chuẩn, mong anh em thông cảm, nhưng mà cái công nghệ nào hay ở trên này là tích hợp rồi, âm thanh chắc là rất là hay đây. Đó, bây giờ mình sẽ đặt siêu nha. À, mình phải đặt khéo cho đỡ bị bẩn hộp. Đó, sau đó bán lẻ rẻ lại cho anh em nào mà muốn mua những chiếc máy này rẻ thì cứ comment ở dưới video này nhá. Chắc chắn là khi bóc hộp ra mình sẽ giảm 500.000 so với mức giá là nguyên siêu. Đó, sản phẩm này thì mình lấy về rất là nhiều rồi, đủ màu luôn. Ai, ở trên hộp thì nó sẽ có một cái chắc trong này là sẽ hy vọng là sẽ có ốp lưng và sẽ có sách rất sử dụng. Đó, được in chữ Xiaomi CV dạng kim tuyến bóng bóng này, này rất là xịn nhá. Đó, các bạn anh em nhìn nhá. Bây giờ mình mở ra này cho có đúng không nào. Đúng rồi, bên trong vẫn là ốp silicon hay còn gọi là ốp bao cao su trong suốt. Đó, như này thôi. Đó, đơn giản thôi. Và có một cái như kiểu gói thuốc đây. Thực ra bên trong này ấy, cũng giống như con Mi Pub 5 và Mi 5 Pro, nó sẽ là một cái rắc chuyển tai nghe, dùng cái tai nghe 3.0 từ tai C sang tai nghe 3.0. Chứ tỏ trên máy là không có tai nghe 3 lỗ 3.0 rồi đúng không? Đó, được đóng gói trong cái túi rất là xịn. Đó, đây này, ở trên này ghi là USB Type-C to 3.5 này. Đó, cho tai nghe này. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Tàu, bởi vì đây là sản phẩm bán ra tại Trung Quốc mà, mình xách tay về thôi. Đó, bỏ qua bên nha. Và bây giờ cùng đến lượt máy nhá. Đó, màu hồng. Màu hồng phớt rất là đẹp. Chứ không phải hồng như iPhone nữa nhá, chỉ là màu hồng phớt thôi. Đây, mình sẽ mở ra nhá. Đó, rất nhẹ nhàng thôi. Đây, cái sản phẩm này, đặc biệt của cái sản phẩm này ấy, là nó có cái lưng là dạng vân nhám và có họa tiết hoa văn màu hồng ở dưới này. Ở trên màn hình điện thoại thì mình quay phim ấy thì nó không rõ đâu, nhưng mà trên mắt thường thì rất là đẹp, dạng như kiểu lông thú, dạng như kiểu hoa văn, kiểu là họa tiết tia tia giống kiểu lông thú nhá. Và màu hồng, hồng thì dạng nhám kim tuyến nhá. Đó, rất là đẹp nha. Thực tế của màu hồng đây. Đó, camera gồm 3 cụm camera và 2 đèn flash, thiết kế rất là tinh tế và đẹp ở đây. Thực sự là mình rất thích cái cụm camera này, cho giống cái bếp từ ấy. Đó, anh có thể nhìn thấy nha. Này, đặc biệt là màn hình của nó là màn hình cong dán sẵn màn hình rồi, giống như những sản phẩm cao cấp của hãng Samsung ấy, giống như sản phẩm cao cấp của Samsung, màn hình cong nhá. Ok, bây giờ mình sẽ để màu hồng xuống này, mình sẽ bóc màu tiếp theo. Đây là màu hồng.
Tiếp theo là màu xanh. Màu đen thì đã có anh em review màu xanh rồi. À màu đen rồi. Nhưng mà báo tiếp theo là màu xanh. Đó. Là nguyên xin tiếp nha. Đây. Đây. Đây nha. Màu xanh này. Đó. Rồi, cái này thì tương tự thôi. Nhưng máy này. Đó, màu xanh này. Màu xanh nó là màu xanh cũng phớt ở đây bên trên nó màu hồng. Tại sao Xiaomi nó vẫn chưa làm một màu nhỉ? Các màu vẫn phải phớt phớt tí trừ màu xám thôi và màu trắng thôi. Đây nha, em nhìn nha. Đây, màu xanh này thì nó không có dạng vân lông thú mà nó chỉ màu xanh thuần túy thôi. Đó. Đấy nhá, màu xanh bên trên này thì là phớt sang hồng. Nó giống như màu xanh của chiếc Samsung S10 5G ấy. Đây nhá. Đó. Và cuối cùng nhá, bây giờ đến lượt màu đen. Đó, màu đen đây. Màu đen này thì ở Việt Nam này có anh em đã từng trên tay và mở hộp rồi. Còn cũng chưa có video nào rạch siêu. Thì đây là video đầu tiên rạch siêu cho anh em xem. Đó, mình thực sự là mình rất vui khi mỗi lần mình được làm những cái việc gọi là đầu tiên. Đó. Đây. Đây nha. Run quá. Đây, cái màu đen thì thực sự là cái màu đen thì quá là bình thường cơ. À, dạng vân cũng là nhám, cũng óng ánh. Đây, màu đen này. Đấy nha. Đó, anh em nhìn thấy nha. Đây, ba màu của nó ở đây. Đó, ba màu như này. Đó, ba màu như này. Đen, xanh và hồng. Đó, thì anh em có thể tự hình dung và tưởng tượng xem mình thích cái gì. Mình thích nhất cái màu hồng. Thứ nhất là cái màu hồng là trend của năm nay và chuẩn bị đến 20 tháng 10 rồi. Anh em nào mua tặng các chị em thì rất là tuyệt vời. Mà cái màu hồng ấy thì ẩn ở bên dưới cái màu hồng này nó sẽ là một dạng hoa văn kiểu như lông thú ấy. Khá là huyền ảo. Và rất là đẹp. Đây, cái màu hồng đó này. Dạng hoa văn kiểu lông thú ấy, mình rất thích cái màu hồng này. Cái màu xanh này thì quá là bình thường. Màu xanh thì bình thường. Màu đen thì vân nhám thì trông khá là khỏe. Cái màu đen này anh em nào mà dạng thích khỏe khoắn ấy thì anh em có thể dùng. Cái này thì cá nhân mình là nam nhưng mình vẫn thích dùng. Hoặc là những cái bạn nữ là sẽ chắc chắn là sẽ rất thích cái màu này. Còn màu xanh này thì dùng cho các bạn thanh niên trẻ trung. Đó, để các bạn lựa chọn. Thì Xiaomi này người ta cũng rất là tinh ý, người ta làm những cái như thế. Thực ra những sản phẩm này nó ra mắt chắc là để dành cho những đối tượng là màu mè và trẻ trung. Nhưng mà Xiaomi người ta vẫn sản xuất thêm một cái màu đen này. Đấy, để đến những đối tượng mà anh em mình gọi là cứng rắn hơn. Đó. Là thích cái màu đen này. Thì cái sản phẩm này thiết kế cầm trên tay rất là đẹp nhé. Cái thiết kế của nó thì màn hình cong. Cái đặc biệt nhất ở cái sản phẩm này nó là màn hình cong thôi. Rất là cong. Cong hơn rất nhiều so với là những sản phẩm khác của Xiaomi. Nó cong như con Mi 11 Ultra đấy. Mình cảm giác như vậy. Còn ví dụ như là Mi 10S thì cũng không cong bằng đâu. Đây. Rất là cao cấp luôn. Với cái mức giá loanh quanh 10 triệu với cấu hình này thì chắc chắn là anh em không thích đâu. Nhưng mà với cái thiết kế này thì chắc chắn là anh em sẽ rất là thích. Mình cũng rất là thích. Cầm trên tay rất là thích luôn. Đó, và cái này đặc biệt nhé, là hàng cao cấp và nó cũng sẽ có cả cổng hồng ngoại này. Để cho chúng ta dùng được điều khiển. Mình thích cái Xiaomi ở cái điểm này. Mà gần như điện thoại nào không có cả cái phần mềm Xiaomi điều khiển của nó tích hợp trên chiếc máy này ấy. Cũng rất là ưu việt luôn, bởi vì là nó rất dễ kết nối, rất dễ setup với những thiết bị trong gia đình mình. Ví dụ như điều hòa, thậm chí những điều hòa của Trung Quốc như là Gree này, hay một số cái điều hòa không nổi tiếng là chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng được. Mình có đi một số khách sạn mà mình ngại tìm điều khiển điều hòa ấy, thì là mình dùng luôn bằng cái điện thoại Xiaomi. Đó, và cái sản phẩm tầm rẻ tiền của Xiaomi thì chắc chắn là có, chứ còn cao cấp thì rất là hiếm. Thì trên chiếc máy này là có nhá, trên chiếc máy này là có. Đó, thì là hôm nay thì mình chỉ làm clip bóc hộp nhanh như vậy thôi. Chứ còn đánh giá thì các bạn có thể lên YouTube để xem. Các bạn ở trên YouTube các bạn đánh giá rất là nhiều rồi, rất là cách đây mấy ngày các bạn đã đánh giá rồi. Còn mình chỉ mở hộp nhanh ba cái màu này để cho các bạn xem thôi. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới video thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn về những sản phẩm này. Còn để mua sản phẩm này ấy thì các bạn có thể lên website mình là msm.vn đặt hàng. Giá cụ thể mình sẽ cập nhật theo từng ngày ở trên đó và chương trình khuyến mại sẽ là như nào. Hiện tại mình đang có chương trình khuyến mại mua kèm củ sạc 55W thì các bạn chỉ có thêm 290.000 thôi, là các bạn có thể 250.000 thôi là các bạn có thể sở hữu thêm củ sạc 55W rồi. Đó, sản phẩm này nó không có sạc rồi đúng không?
và mình có hỗ trợ ship COD toàn quốc, thế nên anh em đặt hàng trên trong web đấy này, hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0888888641, hoặc là anh em có thể chat Facebook là msm.vn, điện thoại siêu rẻ như kênh YouTube về luôn, hoặc anh em có thể comment dưới video này và bằng số điện thoại của anh em thì mình sẽ liên hệ và hướng dẫn anh em cách đặt hàng. Đó, mình ship COD toàn quốc sản phẩm này, và sản phẩm này bên mình bảo hành là 18 tháng. Tất cả các dòng sản phẩm Xiaomi sách tay hiện tại bên mình đang bảo hành là 18 tháng. 1 đổi 1 lên đến 3 ngày, 30 ngày cho các bạn mua trực tiếp trong vòng 30 ngày lỗi mình sẽ đổi máy mới luôn cho các bạn box luôn. Và 1 đổi 1 trong vòng 45 ngày cho các bạn mua online. Bởi vì là mình sẽ cộng dồn theo cái thời gian mà các bạn phải chờ đợi ship hàng thì mình sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 45 ngày và bảo hành là 18 tháng cả nguồn và màn hình luôn. Chứ không phải mua thêm bảo hành nguồn màn hình nữa. Đó, bên mình là bảo hành là như vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó. Mình nhắc lại là các bạn đặt hàng ở trên website là msm.vn này. Facebook là msm.vn, điện thoại siêu rẻ này, YouTube là msm.vn, điện thoại siêu rẻ, và số điện thoại là 0888888641. Địa chỉ cụ thể bên mình là 170 Lạch Chay nhá. Đó, các bạn xem mà các bạn có bất cứ thắc mắc nào các bạn comment lại với dưới video. Mình nói lại là như vậy, và cảm ơn các bạn xem clip, thấy hay thì cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube nha. Cảm ơn các bạn và chào, hẹn gặp lại các bạn.